Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 29, đó là Philippine Row, Observer, Cô Nè Cô Shippendale. Shippendale đây là cái đuôi câu Shippente nhưng mà lại đứng ở cuối thì chúng ta vẫn dịch là như đuôi câu IOYO nhưng mà nó mang tính rất là thân mật nhé. Mà tôi muốn gửi, ship cô ship ta là muốn, cô nè là gửi, tôi muốn gửi. Thì Observer là cái thiệp, tới Euro là tới nơi nào đó, đó là tới Philippines. Philippines Euro là tới Philippines. Thế ví dụ như là tới Việt Nam là Việt Nam Euro. Gửi cái gì đó, tôi muốn gửi cái gì đó thì giúp sơ run này bỏ đi và thay những cái mình đồ mình muốn gửi vào. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về nhất là Euro tới nơi nào đó và ship show là xin mời hãy cái gì đó yêu cầu. Pienchi Ponaki hoặc là Yojamaki, tức là yêu cầu hoặc là chúng ta đi gửi thư, chúng ta sẽ sử dụng được trong bài này. Về cái từ vựng thì chúng ta sẽ học về Ufuinmun, đây là những biểu kiện, những sản phẩm và bưu điện. Sopo Tepe, tiêu phẩm và vận chuyển. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái những cái bưu phẩm là như thế nào. Tepe là cái quá trình vận chuyển nó như thế nào. Tiếp theo phần trông bô bún hoa thì là cúc chê thức cúp cu chân sơ bi sử. Sơ bi sử đây là dịch vụ, sơ bi sử dịch vụ. Nó thức cúp cúc chê thức cúp đây là chuyển phát nhanh quốc tế, cu chân dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế là EMS, đấy là cái chuyển phát nhanh quốc tế. Ví dụ các bạn gửi hồ sơ các thứ thì chúng ta gửi qua cái dịch vụ này. Đã là chuyển phát nhanh thì chúng ta cái phí của nó đắt hơn chuyển thường. Ở đây chúng ta có cái đoạn này, đây biểu tượng của bưu điện con én ở tại Hàn Quốc, én màu đỏ đây ạ. Rồi, tiếp theo bạn này, bạn cầm cái tấm thiệp bạn ấy định về gửi về Philippines nhé. Chúng ta xem đoạn này như thế nào. Uche Kuk Chiwon, đây là nhân viên bưu điện Uche Kuk và Modica. Otoke Ososundika, bạn tôi có thể giúp gì cho bạn hoặc bạn đến đây có việc gì ạ? Yapsarin Pune Coach phần đều. Tôi muốn gửi thư thiếp. Otiro Pune Pune Silcom Nika. Pune Silcom Nika đây là dạng tương dạng dạng là tương lai của Nika. Pune Silcom Nika. Bạn muốn gửi tôi nó tới đâu? Philippines Euro Pune Cầm nhá. Cô nên cầm đi ra là tôi sẽ gửi tới Philippines. Nhân viên bưu điện lại hỏi ạ. Giúp giúp sơ rớt giúp kia ulia nô cái bưu thiếp ấy thì giúp kia là tới vào chỗ này. Ulia nô xeo là hãy đưa lên ulia là đưa lên nốt thà là đặt hãy đặt lên đây. Đó, hãy đặt cái biểu thiếp lên đây. Kurante, thế nhưng phát nâng xà mê u phiên phần hồ ca ập nều phát nâng xà là người nhận. Kurante là thế nhưng nhé. Phát nâng xà mê e đây là của u phiên phần hồ. U phiên phần hồ đây là cái mã biểu điện. Mã biểu điện này thì là cái mã biểu điện của người nhận ấy thì không có u phiên bờn hồ rơ sư xeo bạn hãy viết cái mã bưu điện của người nhận vào đây hãy viết cái mã số bưu điện nhá. Thì bây giờ thầy giáo với Trang đóng vai nhé, thầy giáo đóng vai là u chưa quốc trích quân rồi Trang đóng vai là Modica trước nhé. Otoke Boneco Otiro Pune Silcom Nika. Philippines으로 보낸 겁니다. Này. Giúp sơ đơn giúp kia ủi lừa nô xeo. Kronte phát nhân xà rame u phiên bồn hồ ca ập nề hồ. U phiên bồn hồ sư xeo. Bây giờ chúng ta đổi vai nhé Trang nhé. Đổi vai nhé. Trang là nhân viên của bưu điện. 네. 어떻게 오셨습니까? 엽서는 보내고 싶은데요.
어디로 보내신 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서는 여기에 오니노우세요. 그런데 받는 사람의 받는 사람의 받는 사람의 우편 번호가 없는데 우편 없네요. 없는데 해도 없네요. 우편 번호는 쓰세요. 그러니까 cái chỗ này là e ơi này đọc là e cho nên là đọc là sarame nhá. Sarame. 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 네. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhé. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. 첫 번째 về này, ơi il là uphen mul thư bưu phẩm là các sản phẩm ở tại bưu điện này ạ. Đầu tiên là phiên chi nhá. Phiên chi là thư. Yep sơ là bưu thiếp, tha thư là thẻ. Phiên chi rân sư đà là viết thư. Uphen rân phụt chi đà là dán tem. Phiên chi rân bô nê đà là gửi thư. Phiên chi bông thu là cái phong bì thư ấy. Email là email. Trang đọc lại giúp thầy mấy từ vựng này nhé. Phiên chi yếp sơ ca thư. Phiên chi rừng sư đà. U phiên rừng bù chi đà. Phiên chi rừng bô nê đà. Phiên chi bông thu email. Email, ok. Thế bây giờ nhé, đây là mình gửi thư là phiên chi rừng bô nê đà. Thế bây giờ mình gửi mail thì nó sẽ thành gì ạ? Email rừng bô nê đà. Email em. Email rừng. Email rừng bô nê đà. Thì đằng sau ấy chỉ là ơn. Nhiều khi ơn rừng chúng ta sẽ trong văn nói chúng ta sẽ không nói đến ơn. Ơn. Cho bằng sau này. Bởi vì nó có cụm đấy ạ. Nè. Ok. À, chúng ta có euro. Euro là danh từ đi với euro. Danh từ đi với euro là tới nơi nào đó. Thì tới nơi nào đó để làm cái gì? Để gửi, đúng không? Gửi. Để gửi tới nơi nào đó. Gửi cái gì đó là n. Ân dân. N gửi cái N này đến cái nơi N này thì chúng ta có cái nói như vậy. N euro, N ơn run boneta. Đây, ví dụ otoke ososimika. Otoke ososimika. Ở đây để làm gì? Indonesia, Indonesia ro. Penchiren boneriago hamnida. Boneriago hamnida là định gửi.
Riêng cô Hamida là định gửi nhé, là định nhé. Cô nè là gửi. Tôi định gửi cái gì? Định gửi cái phiên chi đi đâu ạ? Indonesia. Tuấn Sĩ, Ivan Chukai, mùa hai cơ các bạn Trang dịch giúp thầy giáo vậy ạ. Tuấn Sĩ, Ivan Chukai, mùa hai cơ Anh Tuấn, kỳ nghỉ lần này anh sẽ làm gì? đúng rồi. Busan으로 여행은 갈 거예요. Sẽ đi du lịch Tôi sẽ đi du lịch Busan. Ok. Đây là cái luyện tập phần số 1. Chúng ta có 그림은 보고 알맞은 말을 연결하세요. Hãy nối cái lời nói đúng sau khi chúng ta xem bức tranh. Chúng ta xem tranh trước. Số 1 thì Trang sẽ nối với cái gì ạ? Thiên chỉ. Phiên chi nối với M đúng Mở. không? M. Rồi. Có 2. Ca thư đối với R. Ca từ nối với R. Ok. Tiếp theo. Yếp sơ đối với N. Lớp sơ nối với N. U piêu đối với T. U phiêu là tem em nhé. Vâng, u U piêu. phiêu là cái tem ấy. Cái tem này Nè. này. U phiêu. Còn cái phong bì là gì? Em còn nhớ Không bì không? Phong bông thu. thu Đúng rồi. Phong thu là cái phong bì. Ví dụ mình cho tiền vào phong bì chẳng hạn. Nốt thà là cho vào nhé. Nốt thà. nè Để thầy giáo. Phong u thế. Phong thu ê. Phong thu ê. Nốt thả nốt nốt thả nốt thả cuối cùng là email email. Chúng ta sang cái bài số 2. Bài này thầy giáo sẽ hỏi và Trang cũng trả lời nhé. Chú ba đêm bố hết Okay. sớm. Chú ba đêm bố hết sớm. Busan Nuro Yohan Ui Keta Watsoyo Kata Kata watsoyo. Đây ạ. Kata watsoyo nhé. Kata watsoyo. Chứ còn hai cơ yếu là sẽ đúng không ạ? Kata wa Kata đã đi rồi, đã về rồi. Bởi vì người ta hỏi vào chú ba là tuần trước. Đã làm gì? Đã mà, tuần trước bạn đã làm gì? Và tiếp theo phần số 2. Thiên chi rin phù nè đề cô hầm nì là. Thì em chọn câu nào? Tiro bone xin cơ eo. Eo, đây là câu hỏi. À, Yêu. vâng, eo. Tức là người ví dụ tôi muốn gửi thư chẳng hạn, Trang là nhân viên bưu điện, tôi muốn gửi bức thư này, Trang hỏi thế anh gửi đến đâu, thầy gửi đến đâu đúng không ạ? À, người đến đâu? Gửi đến đâu thì vẫn là như này nhưng mà ODIRO chứ không phải OTSO. Nếu mà là OTSO ấy, thì sẽ gửi từ đâu nhá. Với OTSO người ta có thể viết gọi viết tắt lại thành OTSO. OT. OTSO nghe nhé. OTSO. OTSO. Chứ chẳng y chẳng mấy người nói người ta nói là ơ thì ẻ sơ đâu nhé. Rút gọn Rút gọn lại này ơ ti này nhá, ơ ti sơ nhá. Chứ còn những cái địa danh khác thì không rút gọn được đâu nhé, chỉ ơ ti thôi nhé. vâng đề đề Ok. Đây chúng ta sang đoạn hội thoại 2 luôn.
Đây là đoạn này, đoạn bạn Tuấn là bạn đi gửi này. Vietnam으로 소포를 보내려고 하는데요. Tôi định gửi cái sô-cô-la là bưu phẩm về Việt Nam, đúng không ạ? Tới Việt Nam đấy. 상자는 저울에 올려 놓으십시오. 올려 놓다 đây là đưa lên, đặt lên cái gì đó, hãy đặt lên cân nhá. 저울 là cái cân, cái 상자 là cái hộp, thì là người ta khuyên là hãy đặt cái hộp lên cân. Hồ Chí Minh ca chi 얼마나 걸릴까요? Hồ Chí Minh ca chi 얼마나 걸릴까요? Gửi tới Hồ Chí Minh thì mất bao lâu? Hồ Chí Minh 얼마나 걸릴까요? 걸리다 là mất đối với một khoảng thời gian. 걸리다 Clear mà hỏi ý kiến thì thêm chữ L vào thành clean kayo. Hỏi ý kiến nhá. Hỏi ý kiến người khác chúng ta sử dụng cách như thế này. Tiếp theo Uji Cúc Chích Quân là nói tiếp ạ. Pia Pien là bằng đường tàu nhá, gửi bưu điện mà. Gửi bằng tàu, gửi bằng máy bay đúng không? Pia Pien là 한두 달 정도 걸리고 cô đây là và Hantudan là một đến hai tháng. Hàng công pyeonun gửi bằng đường hàng không. Yeon hun này sơ y chu chung do kolimida thì sẽ mất khoảng yeon hun là 10 ngày đến 2 tuần, 2 tuần là 14 ngày. Thì từ 10 đến 10, 14 ngày, 10 ngày đến 2 tuần. Em mất khoảng từ 10 ngày đến 2 tuần. Tuấn lại nói ạ. Trông cực phê sơ. Cứ đưa nền tê. Vì là cực phát à. Vì là gấp. Trông là hơi. Hoặc một chút. Vì hơi gấp nên như vậy. Nên tôi như vậy. Cứ đưa nền tê. Trên phá đơn cơ rô. Trên phá đơn cơ lô. Hè chu sale chế là nhất và đơn cơn là cái nhanh nhất và đơn là nhanh cái nhanh nhất hè chu sale hãy làm dạ hãy làm cái nhanh nhất cho tôi đấy, hãy làm cái nhanh nhất cho tôi đó là hãy gửi bằng cái nhanh nhất cho tôi ạ. Quốc tế thứ cơ bi chế in phá đơn đề. Cái dịch vụ vận chuyển nhanh nhất là EMS, tức là chuyển phát nhanh quốc tế. Quốc tế thứ cơ bi rô bố nè xin kết xin kết xin đi cắt. Quốc tế thứ cơ bi rô bố nè xin kết xin đi cắt. Bạn gì vậy? Bạn sẽ gửi, kết là sẽ. Bạn sẽ gửi bằng cái cung chê thức cướp chưa ạ? Nê cứ cơ lô hay chú sêu. Vâng, hãy gửi cho tôi bằng cái đó. Hãy gửi bằng cái đó cho tôi. Nhá. Bây giờ mời bạn Trang đọc từ đầu đến cuối Trang nhé. Nè. Bê thư nam mưu rô sô phô rừng bô nê rìa cô hà nâng tèo sẵn 상차는 저 올해 우려 우리 녹으 십시오. 호치민까지 얼마나 걸릴까요? 매페의 한두 단 정도 거니고 공항 페의 여후에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제인 발은 코너 해주세요. 국제 특급이 제인 하는데 국제 특급으로 보내시겠습니까?
네, 그거로 해주세요. 네, 그거 해주세요. 우와. 반 Hiếu가 đọc được không, bạn Hiếu ơi? Dạ vâng. Vâng, mời bạn Hiếu ạ. Vietnam으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자는 전에 올려 놓으십시오. 올려 놓으십시오. 호치민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 단 정도 걸리고 항공편은 연후에서 2주 정도 걸립니다. 2주 정도 걸립니다. 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 네. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니다. 네, 그걸로 해주세요. 네, 그걸로 해주세요. Nếu học xong đến bài 29 lại trở về thời điểm đánh vần này. Bạn Hiếu ơi. Dạ. Bạn Hiếu có tập trung học bây giờ được không? Hay vừa học vừa làm việc khác? Có hả? Bài mời bạn Hiếu đọc lại câu số 1 này. Vietnam undo. So porun. Pone deko hanenteyo. Mời bạn đọc lại ạ. Vietnam으로 소포를 보내려고 하는데요. 왕, 말 bạn đọc nhanh một chút ạ. Vietnam으로 소포를 보내려고 하는데요. 네, 거수 2. 상자는 저울에 올려 놓으십시오. 상자는 저울에 올려 놓으십시오. 놓으십시오. 네, 다시 올려 놓으십시오. 올려 놓으십시오. 저울에 올려 놓으십시오. 저울에 올려 놓으십시오. 이만 đọc lại. 상자는 저울에 올려 놓으십시오. 네, đọc hai câu từ trên xuống dưới ạ. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자는 저울에 올려 놓으십시오. 네, 오케이. 다음. 호치민까지 얼마나 걸릴까요? 호치민까지 얼마나 걸릴까요?
Này. Rồi ok, đọc cả ba câu ạ. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 사장은 서울에 올려놓으십시오. 호치민까지 네. 얼마나 걸릴까요? 네, 오케이. 고나야. 배편은 한두 단 정도 걸리고 항공편은 연흥에서 2주 정도 걸립니다. 하나 chúng ta đọc ngắt nhịp bằng hai nhịp thôi ạ. 배편은 한두 배편은 한두 단 정도 걸리고 항공편은 연흥에서 2주 정도 걸린 예, 아, 걸립니다. 걸립니다. 네, 걸립니다. 오케이, 반복 lại này. Từ cái đoạn mà đi bằng đường hàng không nhé. 항공편은 연흥에 하늘에서 2주 정도 걸립니다. 네, 나와. 항공편은 연흥에서 2주 정도 걸립니다. 항공편은 연흥에서 2주 정도 걸립니다. 네. Đọc cả câu từ đầu. 배편. 배편 là bằng đường tàu nhá. Còn 항공편 là bằng đường hàng không. 배편은 한두 배편은 한두 단 정도 걸리고 항공편은 연흥에서 2주 정도 걸립니다. À, ok ạ. Tiếp tục ạ, câu tiếp theo đây ạ. Mời bạn Hiếu ạ. 좀 급해서 그러는데 좀 급해서 그러는데 제인 바른 걸로 해 주세요. 좀 급해서 좀 급해서 좀 급해서 그러는데 제인 빠른 걸로 해주세요. 네, 오케이. 다음, 국제 특급이 제인 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 국제 특급이 국제 특급이 제일 빠른 때 국제 특급으로 보내시겠습니다. 아시겠습니까? 아시겠습니까? 보내시겠습니까? 그래요. 네. 네. 그걸로 해주세요. Vâng, bây giờ mời bạn Hiếu đọc từ đầu đến cuối này. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 아, 하는데요. 사찰은 저번에 올려놓으십시오. 올려. 올려놓으십시오.
네. 호치민까지 얼마나 걸린가요? 네. 카페는 한두 단 정도 걸리고 항공편은 연 흘러서 2주 정도 걸립니다. 네. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 네. 국제 특급이 제일 빠른 빠른데 국제 특급으로 내 보내시겠습니까? 네. 네. 그걸로 해주세요. 네. OK. Mời Trang với bạn Hiếu đóng vai ở đây ạ. À. Hiếu đóng vai Tuấn và Trang đóng vai là U Chi Cúc Chi Quân nhé. Việt Nam mưa đổ, số phận buồn rầy có hàn tèo, hàn tèo. Sang trời, sang trời lên cho u re u ni no u ship xeo. Hồ Chí Minh, Cà Chi, ở miền Nam, Cần Lim, Cần Lim cao. Pepe nơi hàn tu tan trong tô, Cần Lim cô. Hàng công phê nơi yêu hôn ế sơ y y chú chóng tố khôn nìm nì đà. Chôm cực phê sơ cơ nâng tế chơ yên phá rừng cơ lô hẹ chú xê ô. Cúc chê thức cấp phì chơ yên phá nâng tế cúc chê thức cấp phù rô phá nê xì kết sư mì ká. Nè, cứ cơ lô hẹ chú xê ô. OK. Bây giờ bạn Trang với bạn Hiếu đổi vai này. Bây giờ Trang sẽ là Tuấn, và Hiếu là nhân viên bưu điện. Betunamuro soporun poneriko hanenteo. Sajangun chonde olle no chipsio. Ho Chi Minh gachi onmana. Con nim cáo. Pepe는 한두 단 정도 걸리고 항공편은 전흥내에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급바 축배서 그런 때는 좀 제인 받은 건로 해주세요. 국제 특급비 제인 빠른 때 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그러노 해주세요. 네, 그걸로 해주세요. 오케이. 일단 nghe đoạn này các bạn nhé. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제특급이 제일 빠른데 국제특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요.
국제특급이 제일 빠른데 국제특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. 오케이. Các bạn nghe có thấy dễ không ạ? Các bạn nghe bài này có thấy dễ không ạ? Nghe thì thấy dễ lắm, nhưng mà đọc và lưỡi nó cứ líu líu làm sao ạ? Không phải mà, các bạn đọc ít đi. Cái này thầy giáo nghĩ các bạn mỗi đọc ít thôi, chứ thầy giáo đọc có thấy líu lưỡi đâu. Vietnam으로 소보를 보내고 이래고 하는데요. 상자를 저울에 올려 놓으십시오. 올려 놓으십시오. 호치민까지 얼마나 걸릴까요? 표편은 한두 달 정도 걸리고 항공권은 연흥에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제인 받은 걸로 해주세요. 국제특급이 제인 바른데 국제특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. 까지마, 류류이! 그만, 너, 그만, 그만, 그, 니네네. 호시민까지 얼마나 걸릴까요? 네, 뭐? 야, 내 호시민, 뭐, 바로. Thế bây giờ ví dụ như là chúng ta đi từ Thái Bình đến Thái Nguyên chẳng hạn. Thái Nguyên kaji ulmana klikayo, đây hỏi về thời gian. Được chưa? Còn đặt cái gì đó lên đâu thì chúng ta sử dụng câu này. Đây là đặt lên này. Đặt lên cái gì thì cho ở đây. Đây. Đây, chúng ta bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Đây. Cho cái gì vào đây? Đây, đặt lên cái đó. Còn đặt cái gì lên lên cái đó thì đây. Đấy. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể hình dung đặt cái số 1 lên cái số 2. Được chưa? Đặt nồi lên bếp thì các bạn có nói được không ạ? Đặt cái nồi này lên bếp này. Đặt quyển sách này lên bàn này. Check cứ check sang ấy, 올려 놓으십시오. Ok. 올려 놓으십시오. Các bạn hiểu chưa? Bất kỳ câu nào chúng ta cũng để có thể thay đi được. Đây ạ, Petunamuro không phải Petunam nữa mà Thái Bình으로 không phải Sobo nữa mà check. Thái Bình으로 책을 보내려고 하는데요. Tôi ra ngoài bưu điện tôi gửi sách cho bạn Hiếu là như vậy. Được ạ? Gửi bằng tàu hay gửi bằng hàng không? Nhá. Thì có cái nào? Có cái chế thức cấp này, quốc chế thức cấp này là cái nhanh nhất, vận chuyển phát nhanh quốc tế. Đấy là cái bài này của chúng ta có những nội dung như vậy. Các bạn đã xem trước từ vựng này các bạn còn chưa nắm được thì nó lại hơi khó. Chúng ta phải thực tế nhé, thực tế không ảo đâu ạ. Từ vựng trong phần số 2 này là Sopo Thekpe, là bưu phẩm và dịch vụ vận chuyển của chuyển phát của bưu điện. Đầu tiên là Chowl, Chowl chính là cái cân đấy ạ. Chowl Olio Nota, đây là để lên cân, đặt lên cân. Buke Rân Chê Đà là đo cân nặng. Sopo rân poneta, đây là gửi biêu phẩm. Sopo là biêu phẩm các bạn nhé. Poneta là gửi. Sopo rân patta, cái gửi cái gì chúng ta nhận cái đó. Đúng không? Mình gửi cái biêu phẩm thì người nhận của mình nhận được cái biêu phẩm. In pan upien là cái thư thường. Đó, thư gửi thường. Tưng ki upien là thư gửi bảo đảm, tức là nhân viên họ đem đến tận nhà, ký tên ở ngôi. Cúc chê thức cướp là dịch vụ chuyển phát nhanh. Thép pe là vận chuyển.
으십시오. 으십시오. Đây là chúng ta có động từ đi với 으십시오. Là chúng ta là đưa ra một cái yêu cầu nào đó đối với người khác. Ở đây là dạng tôn kính. Có một dạng khác, dạng bình thường đó là 으세요. 으세요. Chúng ta ngày trước chúng ta học rồi đúng không ạ? Mở 으세요 cái gì đó đúng không? Nhưng mà 십시오 thì sẽ cao hơn, trang trọng hơn nhé. Chúng ta sẽ nói cái này với khách hàng hoặc với cấp trên nhé. Yêu cầu khách hàng hoặc cấp trên. Thì động từ có cụm đáy đi với ư và không có cụm đáy sẽ không đi với ư nhé. Ví dụ đây ạ. 저울에 올려 놓다. Đây là cái yêu cầu đặt lên cân. Thì bây giờ tôi muốn bảo các bạn, hoặc các bạn muốn tôi đặt cái bưu phẩm lên cân thì chúng ta nói như thế nào? 저울에 올려 놓으십시오. 네, 놓으 놓다 mà, 놓다 có cụm đáy đúng không ạ? Thì phải đi với 으십시오. Nhá. Còn nếu mà lịch sự chúng ta có thể nói là 놓으세요 đều được. 놓으세요. Nhẹ nhàng. Còn 놓으십시오 là yêu cầu người ta phải làm. À, tiếp theo chúng ta số 2 ạ. À, hãy cân nặng đi ạ. À, thì sẽ làm như nào? Ok. Chia xếp xíu. Hả? Chia xếp xíu. Ok. Chia xếp xíu. Ok. Tiếp theo. Hãy gửi bưu phẩm đi. Nói nào. 보내십시오. 보내십시오. 오케이. 한 점 비법이야. 소포는 바 받으십시오. 오케이. 이제 chúng ta sẽ dịch mấy ví dụ bên dưới nữa. Câu 1 thì bạn Trang sẽ làm câu 1 ạ. Bạn Hiếu thì làm câu 3, tôi sẽ giải thích câu số 2 cho. Làm luôn à? Đọc và làm luôn nhé. Nè. Sophia는 보내고 싶습니다. 이채운 위에 오니오 노 으십시오. 나. 무슨 gửi bưu phẩm. Hãy đặt lên cân. Hãy đặt lên trên cân. Ok. Câu số 2. 우편번호를 안 쓰셨습니다. 우편번호 đây là cái mã số bưu điện nhá. 안 쓰셨습니다 là bạn đã không viết cái mã số bưu điện vào đây rồi. 여기에 우편번호를 쓰십시오. Hãy viết cái mã số bưu điện vào đây. 네, 알겠습니다. Vâng, tôi hiểu rồi. Mời bạn Hiếu câu số 3. 신용카드, 신용카드는 잃어버렸는데 어떻게 해야 돼요? 이
2번호로 전화를 끄십시오. 신용카드 nghĩa là gì hiểu? Em quên mất, em không biết cái cụm mà earbud cái này gốc của nó là Irobolida. 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 Đây là mất. Mất cái gì đó. Mất cái đồ vật gì đó. Yeah. Ok. Còn nếu mà quên ấy, nó là y chơ. Y chơ polida là mất, nhưng mà đấy là mất trong suy nghĩ. Thế còn nếu mà mất món đồ nào đó thì chúng ta dùng là y rơ polida. Mất. Mất. Tôi bị mất kẻ tín dụng. Phải làm như thế nào? Đúng rồi. Hãy gọi vào số điện thoại này. Đúng rồi. Bạn hãy gọi vào số điện thoại này. Đúng. Đúng, ok. Đấy nhá, ví dụ như là quên mất cái gì đó, quên mất cái ở, nếu bằng suy nghĩ thì chúng ta là icho police police soyo. Còn nếu mà mất đồ là iro police soyo. Cái này là mất đồ nhá. Còn bạn Hiếu tự nhiên người ta bảo gì đấy, bạn Hiếu bảo cũng quên mất rồi. Thì là icho police soyo. Quên. Các bạn vừa nãy kịp viết không? I trò, trò bên dưới chứ không phải in này. Nhá. Trò thì nó đọc lên là y chơ nhá. Ok, chúng ta sang cái phần luyện tập phần số 2 này. 그림에 맞는 표현은 복기에서 골라 놓으세요. 넣다 đây là cho vào nhá. Nơ là cho vào. Hãy chọn và cho vào. Cho vào đâu ạ? Cho vào bức tranh Crime. Nào chúng ta chọn vào cái biểu hiện đúng ạ. Manen Puyen. Poki sơ là từ phần Poki. Poki này. Nào bây giờ chúng ta số 1 là gì ạ? Cho olio olio nota. Ok. Số 2. Số 2 là mukeren cheda. Mukeren cheda. Mukeren cheda. Số 3. Sokoren boneda. Rồi. Số 4 ở đây rồi, papa để nhận, nhìn thấy nhận một sofo cái là hớn hở đúng không? Tiếp theo bây giờ chúng ta lại tiếp tục nối ạ. Đầu tiên là bạn Hiếu sẽ dịch bên phía bên đánh số 1234, bạn Trang dịch bên đánh số CNTRM. CNTR. Mời bạn Hiếu dịch trước ạ. 목회를 깨야 합니다. 여러분이 하이 하이 cần 하이 하이 cần 하이 cần 하이 cái gì mà 하이 깨야 phải cần
đây là chế ya 합니다. Ya 합니다 là phải. 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 Đo phải đo nặng. Phải đo cái cân nặng. Phải đo cân nặng. Hoặc là phải kiểm tra cân nặng, tức là mình phải cân đấy. Chúng ta nói là phải cân đấy. Câu số 1 của Trang là gì? Upiorin uchi sipsio. Upiorin sipsio. Hãy dán tem. Hãy dán tem, đúng rồi. Câu số 2 này. Bạn Hiếu này. Upiorin an puchusmida. Puchida. Puchida thì thành puchot. Quá khứ. Puchusmida. Đã chưa dán tem. Đúng rồi, bạn chưa dán tem thì cái này nối với cái này đúng rồi, đúng không? Đây. Vì bạn chưa dán tem, bạn hãy dán tem đi. Thế là đúng đấy. Tiếp theo câu số 2 của Trang. 여기에서 기다리십시오. Hãy đợi ở đây. Đúng rồi. Câu số 3 của Hiếu là gì? 지금 들어가면 안 됩니다. 베이저 어디 형이? 지금 들어가면 안 됩니다. 꿰노야. Bây giờ thì bạn cái gì? Miễn là nếu bây giờ nếu đi vào thì không được. Được chưa? Bây giờ nếu đi vào thì không được. Câu số 3 của Trang là gì? 여기에 주소를 쓰십시오. Hãy viết địa chỉ ở đây. Đúng rồi, hãy viết địa chỉ vào đây. Ở cái câu mà số 3 của Hiếu vào luôn câu 2 trên này đúng không? 지금 들어가면 안 됩니다. Bây giờ vào không được thì là 여기에서 기다리십시오. Hãy đợi ở đây. Được chưa? Câu 4 của Hiếu là gì ạ? 보내는 사람 사람 cái đấy là e đọc là e ư nhưng đọc là e. 주소가 없습니다. E đây là sở hữu, được chưa? Địa chỉ của người gửi không có địa chỉ của người gửi ở Sumida. K này là trợ từ ngữ đấy, cái địa chỉ nhá. Tiếp theo thì câu này viết ngay là nối vào câu Trang vừa dịch nãy đúng không? 여기에 주소를 쓰십시오. Hãy gì ạ? Hãy viết địa chỉ vào đây. Câu cuối cùng của Trang là gì? Trang nhỉ? Trang dịch nào? 소포른 저울에 오니언을 쓰십시오. Làm hãy đặt bưu phẩm lên cân. Đúng rồi, hãy đặt bưu phẩm lên cân, bởi vì cái này nối lên đây tức là phải kiểm tra cân nặng đúng không ạ? Thì bạn hãy đặt bưu phẩm lên cân. Ok các bạn. Đấy, nối như này nhé, các bạn nối vào trong sách nhé. Các bạn nói xong hết chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ một người đọc phía trước và một người đọc phía sau nhá. À, xin lỗi. Cái này chúng ta nối mỗi người đọc một câu ạ. Mời Trang đọc câu 1 này. Câu 1 nối với R ấy, thì chúng ta đọc cả hai vế luôn nhá. Hiếu lại số 2, Trang số 3 và Hiếu lại số 4.
무게는 재야 합니다. 소풀은 소울에 운이어놓으십시오. Em ơi, em đọc lại câu số 1 này. 무게는 재야 합니다. 소풀은 저울에 운이어놓으십시오. 네, 오케이. câu số 2 mời bạn Hiếu ạ. 소풀은 안 부탁 부탁합니다. 네. Chưa dán tem. À, không cần dịch đâu ạ, không cần dịch. Đọc luôn. 우편은 우티시오. 우티시오. Đọc luôn chứ không cần dịch nha. Mời Trang câu số 3. 지금 들어가면 안 됩니다. 여기에서 기다리 십시오. 장 đọc lại cho ơi. 지금 들어가면 안 됩니다. 여기에서 기다리 십시오. Đọc lại câu 여기에서 기다리 십시오. 여기에서 기다리 십시오. Ok. Nào mời bạn Hiếu câu số 4 ạ. 이번에는 사람의 주소가 없습니다. 저기에 주소를 쓰십시오. 오케이. 자, 다음 trong bài 2 rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một chút nè. 표는 보고 복귀해서 복귀처럼 이렇게 해 보세요. Chúng ta nhìn vào cái tờ phiếu này và chúng ta sẽ làm đoạn giống như ví dụ này. Đây ạ, đi các nơi khác nhau, được chưa? Dựa vào cái bảng này. Ví dụ Trung Quốc đô, khác thứ đơn phố nè rê gô heo. Tôi định gửi cái thẻ về Trung Quốc. Khác thứ đơn, châu đê, châu đô viê, ô liê nô xích chô. Châu đô viê là trên cân, hãy để lên trên cân. 중국까지 얼마나 걸릴까요? 걸려요? 국제 특급은 2, 3일 걸리고 보통 우편은 5일 정도 걸립니다. 자, 이제 chuyển phát nhanh thì mất 2, 3 ngày, còn gửi thường là 5 ngày, khoảng 5 ngày. 그럼 특급 우편으로 해주세요. 내가 gửi về Việt Nam hay gửi về nước ngoài thì chúng ta đều làm như vậy. Nhá. Đây, ví dụ như gửi về Trung Quốc thì ở đây Trung Quốc Việt Nam đây ạ, Trung Quốc đây ạ. Thì quốc tế thức cướp là Isamil. Isamil. Còn nếu mà phổ thông ưu phiên là cái gửi bằng đường bình thường thì là 5 ngày. Đây. Gửi đi theo cúc sẽ là chuyển phát nhanh mất 3-4 ngày và chuyển thường là hết 7 ngày. À, Bangladesh, Bangladesh. Bangladesh và Sri Lanka, Sri Lanka 5-6 ngày và gửi cho hết 10 ngày. Nha. Nên các bạn lưu ý vấn đề như vậy. Còn ở đây chúng ta có những cái biêu phẩm dịch vụ chuyển phát nhanh. Thì những biêu phẩm gì gửi được và không gửi được thì chúng ta lưu ý như vậy nhé. Đầu tiên là ponen su ít nên buôn phùm là những cái sản phẩm có thể gửi được. Nó bao gồm phiên chi, sơ điêu là tài liệu ấy, ốt là quần áo, chét là sách, hoa trong phum là mỹ phẩm, những cái này gửi được bằng đường hàng không, đường chuyển phát nhanh quốc tế ấy. Những cái không gửi được như là thực phẩm, đúng không? Đây là ươm xích bùn là thực phẩm này, hanlek là cái thuốc nam, cái thuốc nam của Hàn Quốc ấy, thuốc cây của Hàn Quốc ấy. Tung liêu là những cái động vật, xích mun liêu là những cái xích mun liêu là những cái thực vật, phốc phan sông là những cái chất gây nổ, kha nhân sông hoặc là mun chin, kha nhân sông mun chin là những chất độc hóa học, cơm ưn tưng e quy cơm sốc đây là kim loại quý. À, như là vàng, bạc là không gửi được đường chuyển phát nhanh đâu ạ.
신용카드 cũng không gửi được ạ. Hiện금 지폐 동전 là không gửi được bằng đường chuyển phát nhanh, gửi tiền rồi gửi ngân phiếu là đều không gửi được. Yoyangcha supyo là những cái tiền hoặc là những cái phiếu vé du lịch nhá. Hangongwon là vé máy bay nhá, cũng không gửi được chuyển phát nhanh. Thế các bạn lưu ý khi chúng ta gửi chuyển phát nhanh thì chúng ta không gửi được những cái này, nhưng chuyển phát thường thì được. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Những cái như là vàng, tiền, cái này người ta rất là hạn chế gửi điện, rất là mất ạ. Ok, các bạn lưu ý một số cái sản phẩm là không gửi được sang từ bên nước ngoài về Việt Nam nhé, hoặc từ Việt Nam đi nước ngoài tương tự thế nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ làm EVS topic luôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm29과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 소포입니다. 2. 엽서입니다. 3. 편지입니다. 4. 카드입니다. 2번. 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 4번 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 4번 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 5번
베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제특급으로 할게요. 국제특급은 4일 정도 걸리고 보내려고 하는데 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제특급으로 할게요.
Các bạn làm xong chưa ạ? Không rồi. Vâng, ok. Xong rồi, không ai bảo đấy. Nào, ok, chúng ta từ phần 1 ạ. Chúng ta nghe cái này là cái gì đấy ạ? Ishipkuga EPS topic 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 소포입니다. 2. 엽서입니다. 3. 편지입니다. 4. 카드입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. Tôi muốn gửi bưu phẩm về Trung Quốc. 안에 무엇이 있습니까? 안에 뭐가 있습니까? Bên trong có cái gì? 옷하고 책이 있어요. 옷하고 책이 있어요. Có sách và áo. Thì cái này đây ạ, câu hỏi là đây là ở đâu? Chọn số mấy ạ? 4. 4, đúng rồi. Câu tiếp theo này, người con trai này tại sao lại đến đây? Câu 1 là phiên chi rân phô nè rê cô và xung đi ra là đến để gửi thư. Khách bê rân phá tà gia hè sơ và xung đi ra đến để nhận cái biểu phẩm. Dơ cha mắn nà cô ship phô rơ vì là muốn gặp bạn gái, vì muốn gặp bạn nữ. Vì cái này gọi là vì muốn gặp gái. Thế về buôn phù môn trần tan ha điều cô và sư mì già trần tan ha già là truyền lại, tức là thắc về buôn phù là những cái sản phẩm về bưu điện, tức bạn này bạn ấy muốn gửi đồ bưu điện nên đã đến, tức là muốn trao đồ bưu điện này, đi trả đồ ấy. Thì cái này đáp án là số 4 này. Các bạn làm cái câu 4 được số mấy? 4 à. Đây nghe nhé. 4번 chuông đúng không? Chuông bấm cửa đúng không? Chuông. Monica 씨 계세요? Monica 씨 계세요? Có bạn Monica 씨 ở nhà không? 네. 그런데 누구세요? Vâng, có nhưng mà ai đây? 택배 왔습니다. Bưu phẩm đến rồi nha. Thế người con trai này đến là giao bưu phẩm như vậy gì nữa? Nhá. Câu 5 này. Về Việt Nam này, giúp sơ ponente. Khi mà gửi cái giúp sơ về Việt Nam ấy. Quốc chê thức cướp phân biết xin cơ lim nì ca. Thì cái chuyển phát nhanh quốc tế ấy, thì mất mấy ngày biết xin cơ lim nì ca. Mấy ngày biết xin. Đó, biết xin là mấy ngày. Ubon. 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? Tôi định gửi bưu phẩm về Việt Nam thì mất mấy ngày. 국제 특급은 4일 정도 걸리고 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. Nếu gửi bằng đường thường hết 7 đến 10 ngày. 그럼 국제 특급으로 할게요. Vậy thì tôi sẽ gửi qua đường chuyển phát nhanh quốc tế. Câu 2, 4 ngày. Đúng không ạ? Dạ, có. Rồi, ok. Tiếp theo, phần đọc ạ. Cái này là email đúng không ạ?
Câu số 3. Cái số 4 này chọn gì mấy ạ? 4. 4. Cái ý mấy ạ? 4 ạ. 4 ạ. 4 thì thông trang chương ni trên này nó ghi chữ thông trang chương ni trên này đấy. Ok, câu 3 là gì ạ? Câu 3 là 2. Ý 2 đúng. Đúng rồi, tôi định gửi cái bức thư hỏi gần đây có bưu điện nào không? Đúng không? Câu số 3, câu số 4 ạ. Chọn gì mấy ạ? 2. 2 chấu là cái cân đặt lên trên cân này, đúng không ạ? Câu số 5. 2. Chú giữa sư nèo. Sư nèo. Sư xíp xíu. Đây này. Cô nìm. Phản ứng xa ràm chú giúp cả ấm nèo. Phản ứng xa ràm ấy. Chú số đơn. Sư xíp xíu. Ý số 2 ạ. Ok. Thế tổng bài này các bạn được mấy điểm rồi ạ? 10 điểm. Vâng. Ok. Các bạn viết lên góc chút thầy giáo nha. Cố gắng học chúng ta giữ được 10 suốt thôi ạ. Nhá. Ok, bài học hôm nay chúng ta đến đây các bạn nhé. Ngày mai chúng ta sẽ học bài số 30. Trước kia rồi. Thế cô tô rừng kêu suy xeo. Thì chúng ta sẽ học vào buổi ngày mai các bạn nhé. Ngày mai các bạn cố gắng vào đúng giờ nhé. Ok. Này, chúc qua xeo. Chúc ngủ ngon nhé. 네, 안녕하세요. 네, 안녕히 계세요. 네.